ngày 7 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa mật phục bắt quả tang 11 người tụ tập lắc tài xỉu ở khu vực nhà quan ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an thành phố Cần Thơ đã ập vào bắt quả tang nhiều người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền tại căn nhà bỏ quan thuộc khu vực Phụng Thành 1, phường Thốt Nốt. Phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng công an đã kịp thời bắt giữ được 11 người, thu giữ nhiều tang vật cùng trên 31 triệu đồng. Qua làm việc, Võ Văn Trang khai từ tháng 3 năm 2021, Trang câu kết giới sinh hay còn gọi là trà bay, già thanh hay còn gọi là chợt nhớ, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ.